Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1, bài 79, giải toán về tỷ số phần trăm tiếp theo, trang 96-97. Trước tiên chúng ta làm bài tập 1. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Bài toán cho biết là học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và 256 em này chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi số học sinh toàn trường là bao nhiêu? Cô giáo có thể tóm tắt bài toán như sau. 51,2% là 256 em. Bây giờ hỏi số học sinh toàn trường, tức là học sinh toàn trường sẽ là 100%. Là bao nhiêu em? Đấy. Đây chính là tìm một số, tức là tìm 100%. Tìm một số đấy. Biết 51,2% là 256 em. Muốn tìm một số, tức là tìm 100% của số đó, thì trước tiên chúng ta phải tìm 1%. Chúng ta phải tìm 1% là bao nhiêu học sinh. Sau đó chúng ta mới tìm 100%. 1%, đầu tiên là chúng ta tìm 1%. 1% số học sinh toàn trường là chúng ta sẽ lấy 256. 256 rồi chia cho 51,2. Tìm được 1% rồi thì chúng ta sẽ lấy 1% đó. 256 chia cho 51,2 thì cô giáo được 5. Sau đó chúng ta tính 100%. 100% là số học sinh toàn trường, ta sẽ lấy 5 nhân với 100. Đấy, thì bằng 500. Đấy. Bây giờ cô giáo có thể trình bày bài toán vào trong vở như sau. Và cái cách giải này thì cô giáo có thể gộp hai phép tính này thành một. Phép tính thứ nhất là tìm 1%, sau đó là tìm 5%, cô giáo gộp là thành 256 chia cho 51,2 rồi sau đó nhân với 100. Như vậy muốn tìm một số, biết 51,2% của số đó là 256 thì ta lấy 256 chia cho 51,2 rồi nhân kết quả với 100. Hoặc là lấy 256 nhân với 100 rồi chia cho 51,2. Chúng ta sẽ gộp vào một phép tính. Và câu trả lời là gì? Số học sinh của trường đó là 256 chia cho 51,2 rồi nhân với 100. 256 chia cho 51,2 bằng 5. 5 nhân với 100 bằng 500. Đơn vị là học sinh. Đáp số năm trăm học sinh. Như vậy số học sinh của toàn trường là 500 học sinh. Tiếp tục chúng ta mình chuyển tập bài tập 2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng số sản phẩm, tính tổng số sản phẩm. Bài cho biết là sản phẩm của một nhà máy khi người ta kiểm tra thấy có 44 sản phẩm là không đạt chuẩn và 44 sản phẩm đó chiếm 5,5 tổng số sản phẩm. Bây giờ bài yêu cầu tính tổng số sản phẩm của nhà máy nó là bao nhiêu. Đấy, và cô giáo cũng tóm tắt bài toán như sau.
44 sản phẩm là chiếm 5,5%, 5,5% này. 5,5% là 44 sản phẩm đấy không đạt chuẩn. 44 sản phẩm. Bây giờ tính cái số sản phẩm của nhà máy, tức là số sản phẩm của nhà máy là 100%. 100% là bao nhiêu sản phẩm? Tức là tìm một số biết 5,5% là 44. Biết 5,5% là 44. Vậy thì muốn tìm một số đấy chính là tìm 100%. Vậy muốn tính tổng số sản phẩm của nhà máy thì chúng ta sẽ lấy 44 chia cho 5,5, tức là ta tìm 1%, sau đó chúng ta tìm 100%. Lấy 44 chia cho 5,5 rồi nhân với 100. Hai phép tính này cô giáo sẽ gộp thành một phép tính. Chúng ta sẽ lấy 44 này chia cho 5,5 rồi nhân với 100. 44 mà chia cho 5,5 thì cô giáo kết quả bằng được 8. 8 nhân với 100 bằng 800. 800 sản phẩm. Câu trả lời là tổng số sản phẩm của nhà máy là 44 chia 5,5. Rồi nhân với 100. 44 chia 5,5 bằng 8. 8 nhân với 100 bằng 800. Sản phẩm. Đáp số. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Một cánh đồng có 9 hecta trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50% diện tích cánh đồng. Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỷ số phần trăm với số hecta tương ứng. Ở bên trái là các phần trăm 10%, 20% và 50%. Bên phải là hecta tương ứng với các phần trăm. Bây giờ chúng ta sẽ tính nhẩm và chúng ta nối cái số phần trăm này với cái hecta tương ứng là 45%, 45 hecta, 90 hecta và 18 hecta. Ở đây chúng ta thấy là một cánh đồng có 9 hecta ngô. 9 hecta ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu mà diện tích ngô lần lượt chiếm 10%, 20% và 50%. Có nghĩa là chúng ta tính diện tích cánh đồng là bao nhiêu. Đấy. Tính diện tích của cái cánh đồng ngô đó là bao nhiêu. Tức là cô giáo tóm tắt bài toán như này để chúng ta dễ hiểu này. Biết nếu 10% là 9 hecta ngô thì diện tích của cánh đồng sẽ là bao nhiêu? Tức là ta tính 100%, đúng không? 100% là bao nhiêu hecta? Đấy. Và 20% cũng vậy. Đấy, 20% là cũng là 9 hecta, đúng không? Đấy, cũng là 9 hecta. Bây giờ tính xem diện tích cánh đồng nó là bao nhiêu, tức là 100% nó là bao nhiêu hecta. Và tương tự như vậy, 50% cũng vậy. Đấy, 50% cũng là 9 hecta. Vậy thì cánh đồng ngô nó là bao nhiêu hecta, phải không? Đấy, 100% sẽ là bao nhiêu hecta?
Ở đây, tức là ta tìm một số biết 10% của số đó là 9. Tìm một số tức là tìm 100%, biết 10% là 9. Vậy muốn tìm một số biết 10% của số đó là 9, thì ta sẽ lấy 9 nhân với 100, rồi chia cho 10. 9 nhân với 100 chia cho 10 thì chúng ta 9 nhân 100 bằng 900. 900 chia cho 10 thì bằng 90. Đấy, như vậy bằng 90. Như vậy bằng 90 hecta. Như vậy ta thấy là 9 hecta 10% chúng ta nối với 90 hecta. 10% chúng ta nối với 90 hecta. Tiếp tục chúng ta tìm 20%. Nó là bao nhiêu hecta? 20% so với 10 thì gấp mấy lần? Gấp 2 lần. Chúng ta lấy 20. 20 chia cho 10 thì bằng 2 lần, đúng không? Ở đây 20% gấp 10% là 2 lần. Vậy thì 9% 10% là 90 hecta. Vậy thì cái 20 này nó sẽ chỉ bằng một nửa thôi. Ta sẽ lấy 90. Đó, ta sẽ lấy 90. Ta chia cho 2. 90 chia cho 2 thì bằng 45. Đấy, như vậy 20% là 45 hecta. Chúng ta nối 20% với 45 hecta. Tiếp tục 50%. 50% chúng ta lại so với 10 thì gấp mấy lần? 50% thì so với 10 là gấp 50. Gấp 5 lần. Chúng ta lấy 50 chia cho 10 thì bằng 5 lần. Đấy, gấp 5 lần. Mà 10% là 90 hecta. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 90. Chúng ta chia cho mấy? Chia cho 5. 90 chia cho 5 thì bằng 18. Đấy. Như vậy là 50% là 18 hecta. 50% là 18 hecta. Chúng ta nối 50% với 18 hecta. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 4. Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa trên đó. Biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250 m² và chiếm 10% diện tích sân trường, hãy tính diện tích sân trường. Chúng ta quan sát hình vẽ. Đây là hình vẽ một sân trường và phần trồng hoa trên đó. Đây, phần trồng hoa người ta tô đậm và ghi diện tích là 250 m trồng hoa. Cái phần trồng hoa này chiếm 10% diện tích sân trường. Đấy, chiếm 10% cả cái diện tích sân trường này. Bây giờ hãy tính diện tích sân trường. Ở đây chính là tìm một số biết 10% của số đó là 250 m². Như vậy muốn tìm số đó thì ta làm thế nào? Muốn tìm số đó thì ta sẽ lấy 250. Chúng ta chia cho 10, tức là ta tìm 1%. 250 chia cho 10. Biết 1% rồi thì chúng ta sẽ nhân với 100, tức là cả cái diện tích cái vườn trồng hoa, cả cái diện tích cái sân trường này là 100%. Thì chúng ta sẽ lấy 250 chia cho 10 rồi nhân với 100. Diện tích sân trường là 250 chia cho 10. 250 chia cho 10 thì bằng 25. 25 nhân với 100 bằng 2500 m². Đáp số. Như vậy, diện tích của sân trường là 2500 m². Như vậy, bài tập 4 vừa rồi đã kết thúc video ngày hôm nay. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.